mà sư đồng ngày ăn mấy bữa? Ngày ba bữa. Ba bữa. Ủa rồi 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 là sư giữ chưa? Mà sư đây là sư sư tu bao lâu rồi? Thường 15 tuổi giờ 32 tuổi rồi. 17 năm luôn. 17 năm. Ủa mà sư tu mà sao không xuống tóc sư? Tại ở trong chùa công việc ở trong chùa á. Dạ. Công việc quá nhiều. À. À không có thời gian xuống tóc. Dạ. Có định đi đi chôn thất thực luôn không? Không. Không hả? Dạ. Chưa nói hả? Không chưa nói nhưng mà chưa đủ giới. Chưa đủ giới hả? Đúng rồi. À, mình phải tập chứ. Cái này đi khó lắm nha. Nói chung là mình bước cái này dễ thôi. Dạ. Thì phải cái vô giới đàn kêu các chị cao tăng hòa thượng á truyền giới tùy theo 250 giới. À rồi. Cái này đi á anh có nghe được có một cái thông tin là có một sư thầy có một người từ bên Mỹ về, đó là sư thầy Minh Thiện hiện tại đã qua đời rồi. Đã đi đi bộ hành có mấy bữa thôi là coi như ngất xỉu gục ngã và ra đi mãi mãi đó. Tại sư thầy chưa có thọ giới. Hả? Tại chưa có sư đó chưa có thọ giới có lịch pháp của nó Phật.